Khánh Linh xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, đời người có được ắt có mất, có vui thì ắt cũng sẽ buồn, có tham thì ắt sẽ có sân, có hận. Khi con người tham lam, truy cầu vật chất nhiều hơn những gì mình cần có, đó cũng chính là khi chúng ta bước lên chiếc thuyền mang tên khổ đau. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một câu chuyện nhỏ sau đây. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ được một thân tâm thanh tịnh trên dòng sông xô bồ của cuộc sống. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Một hôm, tên quỷ sứ già thấy lão nông dân sống cả ngày luôn thanh tao, vui vẻ, bèn nghĩ: nếu đã như vậy thì cần gì có quỷ nữa. Vậy là tên quỷ sứ già phái một tên tiểu quỷ đi quậy phá lão nông dân. Tên tiểu quỷ liền dùng phép thuật của mình biến đất canh tác của lão nông dân trở nên cứng như sỏi đá, muốn làm cho lão nông dân nản chí không làm nữa. Tuy nhiên, lão nông dân vẫn cần mẫn làm việc, không oán trời oán đất, sớm hôm chăm chỉ làm việc. Tên quỷ sứ già liền phái tên tiểu quỷ thứ hai đi phá đám. Tên tiểu quỷ thứ hai cho rằng lấy trộm thức ăn và nước thì lão nông dân sẽ vì đói vì khát mà chán nản mà bỏ cuộc. Tuy nhiên, lão nông dân lại nghĩ: chắc người đó cần thức ăn và nước hơn mình, vậy cứ để họ lấy đi cũng được. Tên tiểu quỷ thứ hai thất bại quay về. Đương lúc tên quỷ già suy nghĩ không biết cách gì để làm cho lão nông dân nản chí, thì tên tiểu quỷ thứ ba khác nói: tôi có thể khiến cho lão nông kia trở nên xấu xa, hãy tin tôi. Vậy là tên tiểu quỷ thứ ba đi tìm lão nông dân. Trước tiên, tên tiểu quỷ thứ ba đi tìm gặp lão nông dân, hai người kết bạn với nhau. Sau đó, nó dùng khả năng dự đoán của mình nói cho lão nông dân biết trước sang năm có đại hạn hán, cần phải tìm vùng đất trũng để canh tác. Quả nhiên tới năm sau, đất trời hạn hán, cây cối héo tàn, nhà nhà mất mùa. Duy chỉ có lão nông dân được tên tiểu quỷ thứ ba báo trước tìm chỗ đất trũng canh tác nên được mùa trúng lớn. Lão nông dân trở nên giàu có, không còn canh tác nữa mà chuyển sang nấu rượu bán. Tên tiểu quỷ thứ ba nói với lão quỷ già: ngài xem, lão nông dân đã có máu huyết của lợn rồi. Lão nông dân mở một đại yến tiệc, mời tất cả những đại phú gia đến tham gia. Mọi người ai nấy đều ăn uống say mềm, không còn biết cả trời đất là gì nữa. Quần áo xộc xệch, không còn ra hình nữa. Tên tiểu quỷ lại nói với lão quỷ già: ngài xem, lão nông kia giờ đã có máu huyết của lòng lang sói. Trong lúc say mềm, lão nông dân chửi mắng một tên đầy tớ nghèo thậm tệ. Tên quỷ sứ già thấy vậy nói: thật là lợi hại, người đã làm cách nào được vậy? Tên tiểu quỷ thứ ba đáp: tôi chỉ cho lão nông dân kia được những thứ quá sức tưởng tượng của ông ấy. Tên tiểu quỷ đã khơi dậy lòng tham của lão nông dân, để ông mất đi bản tính lương thiện của mình, bị kim tiền làm cho mê hoặc. Điều đó khiến lão nông dân dần dần sinh ra ác niệm, biến thành một người xấu xa, bại hoại, đánh mất chính mình, sinh ra lòng sân hận, độc ác. Ngày nay, khi con người ngày một coi cuộc sống kim tiền, thì niềm vui, sự hạnh phúc của họ đều được đặt trên nền tảng vật chất, lấy vật chất làm thước đo của sự thành công, thất bại của một đời người. Vậy nên, ngày càng có không ít người vì theo đuổi giấc mơ tiền bạc này, để rồi phải đánh mất đi niềm vui, hạnh phúc, và rồi cuối cùng đánh mất đi chính mình. Đời người có được, ắt có mất, có vui thì ắt cũng sẽ buồn,
có tham thì ắt sẽ có sân có hận. Khi con người tham lam truy cầu vật chất nhiều hơn những gì mình cần có. Đó cũng chính là khi chúng ta bước lên chiếc thuyền mang tên đau khổ, trôi đi vô định trên dòng sông xô bồ của cuộc sống. Đạo lý là vậy, tưởng như đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Kiếp người như xuân hạ thu đông, chúng ta đến trong cát bụi và lại về với hư không. Chúng ta đến đây cũng chỉ là quán trọ trần gian, đến tay không và về cũng tay không. Vậy nên, buông bỏ lòng tham, lấy biết đủ làm vui, lấy tỳ duyên làm lẽ sống, tu tâm dưỡng tính, phản bổn quy chân, thân tâm thanh tịnh, ắt an lạc một đời. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.